Hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn nha. Hiện tại anh em mình đang ở ngoài bờ hồ. Thì hôm nay có con quắc nữa. Đây, con chim quắc á. Đây làm cái gì Duy? Đây cho quắc nó ăn sống luôn. What? Ống móng tay các bạn. Hôm nay ống móng tay này anh em mình sẽ thử ăn sống chấm muối tiêu chanh. What the fuck? Tại vì nghe lạ nha. Nè ống móng tay nè. Sống nha các bạn. Đây muối tiêu chanh. Hôm nay mình ra đây cái chợ mua lâm gâm. Không biết thường ăn tôm tái chanh, bò tái chanh. Hôm nay ăn ốc bông tai tái chanh không biết như thế nào các bạn. Chóc bị quá. Dành đó nghe. Về là dành chỗ á. Đó. Đó, ok anh em mình sẽ review cái cảm nhận ốc bông tai chấm muối tiêu chanh thử các bạn. Các bạn sợ mà. Giống con gì mà. Ăn ốc bông tai tái chanh với mình nha. Đó, giờ Quắc sẽ thử trước các bạn. Ốc bông tai sống luôn nha. Đó, còn sống luôn á. Trời, thịt nó trắng bóc luôn. Trắng hơn gái 18 nữa. Này gái 17 cộng á. Chấm nè các bạn. Giờ mình ăn nè các bạn, mời các bạn ăn nha. Ôi. Các bạn sao dám ăn? Đó. Chấm vậy thôi các bạn ơi. Sao? Ngọt lắm các bạn ơi. Đã lắm các bạn. Ôi. Chứ ăn... giờ có ai từng ăn ốc móng tay sống vậy chưa các bạn? Ăn móng tay chấm miếng muối tiêu chanh mà thấy mất thèm luôn rồi. Ngon lắm các bạn ơi. Đây mời các bạn nha các bạn. Mình thử cái nó sao. Có nặng ruột nó ra không? Ăn luôn. Ăn luôn hả? Ngon. Ngon lắm hả? Được không? Được không? Được. Rồi cái món này hảo mấy người các bạn. Bây giờ nó vui quá. Ốc này anh em mình mua còn sống á, mới đi rửa các bạn ơi. Thì nhà rửa sạch sẽ mới đem ra đây. Thử đi. Giống cái động lương quá hả? Thôi mình bỏ ruột à. Ăn ruột luôn. Ăn món phê béo. Đây mình thử các bạn ơi. Không biết cảm giác này ra sao nữa trời. Sợ không biết. Chấm nhiều ơi. Vậy bạn ăn thử các bạn. Mặt anh em cũng khỏe. Ui. Con chó. Chủ nhà chó, chó chủ nhà. Sao? Nuốt vô được nè. Nó nhận nhận nhớ. Thôi giờ cảm giác mình nó nhận nhận các bạn. Ai không quen. Quắc ăn đi Quắc. Đừng quan tâm đấy. Anh cũng không quen ăn nữa. Giờ mình làm thêm một con nữa nha các bạn. Mình sẽ nuốt luôn các bạn ơi. Khó ăn hả? Khó không? Cũng dễ. Nhưng mà mình không quen á. Ừ. Tại đừng, mình đừng suy nghĩ tới. Đó. Ăn mà không mời các bạn nha. Đó. Chúc con gì đó. Mời các bạn ăn nha. Đây là Thanh ăn thịt sống luôn rồi. Ôi, ngon lắm các bạn ơi. Đây bạn, ốc này còn sống nha, anh em mình đâu luộc nha các bạn. Chưa luộc.
còn sống luôn nha. Còn sống chứ đâu nói ốc chết đâu. Cái món này nói chung các bạn ăn cũng khá là ngon, ăn nó cũng giống như tôm đá chanh vậy á, mình chấm muối tiêu thơm mùi muối tiêu. Nhưng mà cảm giác của mình mới ăn lần đầu nên nó hơi nhợn nhợn, nó hơi khó nuốt thôi, chứ nó cũng không có mùi tanh các bạn. Nhưng mà cái tay mình cầm nên có mùi tanh nha. Nhưng mà mình nhai vô miệng nó nuốt không có mùi. Đợi bên sao? Tìm con nó đi. Em đi, em nhiều nhiều đi. Ăn đi quá. Ăn đi cho em ăn thoải mái nè. Anh review con vậy cho biết cảm giác nó sao thôi. Tâm ăn không? Rồi ớ có ông nội ơi. Thử cho biết chứ. Ừ, tự con cho biết. Đây các bạn, hiện tại đang mưa lâm râm nè. Ngày nào anh em mà đi dắt chiều là mưa. Các bạn thấy cái video mà anh em mình review cái món ốc móng tay chấm muối tiêu chanh như vậy, thấy thích video này hay cho anh em mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ anh em mình các bạn. Đừng quên chia sẻ đến bạn bè cùng xem nha các bạn ơi. Rồi các bạn thêm con nữa nha. Bò. Ăn nó thèm với trời. Đã không? Quá lạ luôn. Lâu rồi mới được ăn món này lại á. Ở đó ở dưới quê bắt lên ăn liền luôn rồi. Đó bắt lên ăn liền luôn mới đã. Bắt lên cái xé ra mình ăn luôn. Nó còn tươi. Bởi vì em quen ăn phải rồi. Này nãy rửa nó chết phải không? Ừ. Ủa kỳ vậy rửa. Ờ ăn tâm banh gái hả? Ừ. Tâm banh gái. Banh hán người ta ra mà kêu chết. Bánh gái mới được nổi rồi sợi dơ. Cát không? Ừ. Cát không? Cái mình cát không? Ngon mà, anh ăn rồi không lẽ em sợ. Đọc lại gì trời. Anh ăn rồi có gì anh chết trước. Chết chết luất lâu rồi. Chết chết em trước rồi. Trời ơi mùi rượu nực nồng luôn á. Gì vậy? Còn thêm ly rượu mới đã. Thôi bỏ rượu rồi. Quết nhiều nhiều vô. Ôi. Đây các bạn, lần đầu ăn luôn. Ớn ớn sao vậy? Thử mới biết. Đâu làm chạy hối nè. Bụng men dằn lắm nhỉ. Gì vậy? Ăn không được hả? Cảm giác sao em? Gì vậy? Ừ? Cảm giác sao? Đi ghê không rồi? Ngồi gì? Khó ăn hơn tép á. Có ăn tôm tái chanh phải không? Tâm mới ăn thử cái nói luôn bạn ơi. Khó cũng khó ăn lắm á, tại mình ăn không quen khó ăn lắm bạn ơi. Đúng không? Đủ đi. Đây chỉ có quắc ăn mạnh nhất. Vậy có củ cho nó uống luôn các bạn ơi. Các bạn nào ăn món sống được đừng nên thử nha. Ôi chết. Tại anh em mình cũng hay giống mà. Anh em mình hay ăn tôm đá chanh với lại bò tái chanh nữa bạn, cho nên là ăn cũng hơi được. Cũng được thôi chứ chưa được. Quất là quá được luôn rồi. Quất thì thôi thầy luôn rồi. Chắc nửa ký nó lụm hết mình nó luôn rồi. Được hết không? Mày hơn nửa ký à. Hơn nửa ký nha. Giờ ngồi ăn chanh kìa. Đã mời các bạn nha. Đó. Ăn nó phê vậy trời. Trời. Liêm liêm luôn kìa. Chuyển miếng ngon rồi. Đã không? Hả? Ôi. Mì thử thôi. Mì thử con nó đi. Trời ơi.
chung ăn ăn sống của bạn nó cũng giòn giòn ha, cũng giòn giòn thịt nấy cũng giống như tôm vậy đó, nhưng mà giống như cái kiểu nó mềm hơn, nó không có giòn như tôm mày ơi. Với lại cái này á, anh em mình đâu có tái đâu, chấm vô quậy quậy cái lụm luôn. Đây chắc mình thử một con nữa quá. Rồi đi Huy, cầu mày thử một con Huy. Thử đi. Cầu mày con nấy mình núp đâu rồi? Ghê trời, liếm nữa. Cái đầu nó còn, như nó còn sống dính thịt chứ. Cái đầu nó như cái đầu ấy luôn ha. Gì ghê không cô? Ghê chạy. Quy lấy chưa? Đây. Chấm nè. Ăn trước đi. Trước thử. Ô lý rượu ấy. Nuốt liền luôn chứ. Không giống nhà tiếng Đức. Ê ngoan ngoan ngoan. Mình thử con nữa coi. Ô nghĩ à. Chấm gì nhiều quá. Đó. Mánh nhiều quá nuốt trọng cái muốn nhai được vài cái nó nhận nhận, nó nuốt vô một cái muốn muốn gào đờm. Thôi sự khó ăn sốc 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 vô nhanh quá giờ nó ợn rồi bạn. Quán ăn đi quán ơi, cho mình em ăn nữa giờ anh em mình cho nên quán ăn bạn ơi. Mình được hai con, Huy được hai con, Tâm ăn nửa con ói luôn rồi. Tâm xí nách. Tao không được nói, con này ghê quá. Ghê quá hả? Có gì đâu mà ghê. Phải là ghê mà tại giống như cái đồ sống, cái tư tưởng của mình là giống ăn sống mình dội dội thôi. Nhận nhận á. Đúng rồi. Tại vì cái tư tưởng mình phải bỏ qua tư tưởng mình ăn mới được các bạn. Thế mình nhai không? 30 giây nuốt mắt mẹ không dám để lâu bạn ơi, khó ăn lắm. Rồi nhai vô thực thực bụp bụp bự các bạn nha, đó còn sống luôn nha. Ăn à, miếng đi. Ê ê nhai luôn rồi, ngon không? Ngon quá bạn ơi. Rượu nữa không? Rượu nữa không? Thêm miếng rượu đi. Ok các bạn ơi. Đây cái ông tay tay chanh này nè. Thì nãy giờ quát ăn không? Không lẽ giờ anh em mình ngồi nhìn. Cho nên anh em mình lấy lại đi nướng ăn các bạn. Giờ mình kiếm củi rồi làm nè. Để các con ngồi quát ngồi ăn hết trơn luôn á. Đi nướng anh Vy ơi. Nướng chứ. Nè mình ăn sống được nhiều à. Ừ, sống khó ăn thì giờ nướng đi ăn cho nó đã. Đi. Ăn bé củi các bạn. Đây bạn ơi, giờ bây giờ kẹp cây lại nướng gì nè. Ở đây có lửa than nên nướng mọi các bạn. Nướng gì là mình ăn sống được mà, nướng khơi mình thơm thơm là mình nuốt được rồi. Cho đỡ dội các bạn ơi. Quần què gì cũng thơm hết á. Nói gì vậy? Nói chơi gì á? Giờ tụi bay muốn cái gì? Đây nãy giờ nướng chín các bạn ơi. Giờ mình thưởng thức thôi. Đây giờ mình chơi món nướng nè các bạn. Không nhậu luôn nha. Mình ăn sống không được, bây giờ mình nướng quất. Làm con nữa. Đây. Đây mời các bạn miếng rượu nha, mình nóng dành đi cho nó nè, chín cái mẻ cho người thôi. Chín cái là lọc ra gì nữa các bạn. Nó ra hết.
Mẹ sống nó còn dưới. Đâu để mình thử. Đây. Ừ. Chín là thịt nó vậy nè. Thấy không? Nó chín ăn thơm. Ừ. Y ăn như ăn bả hến nha anh Huy. Thơm. Thơm hến. Nè mời các bạn nha. Ốc nướng. Ốc móng tay. Ngon á. Đồ ông nội kia chạy xe còn hướng máy bay nữa kìa. Để mời mời các bạn miếng nữa với mình nha các bạn. Ok, ốc này nướng ngon hơn các bạn ơi. Mời các bạn nha. Em làm con nữa. Dọc á. Coi cái mồng nó nè. Gì ốc có mồng nữa. Ốc có mồng. Mời các bạn nha. Đó giờ ăn sống xong rồi tới mình nướng nha. Trời coi cameraman nó thèm nó chảy nước miếng vậy trời. Trời ơi. Bộ các bạn ơi, coi gầm ra nó thèm nó chảy nước đá. Ướt quần nữa kìa. Ướt cái quần hết rồi, đã gì ướt quần đại trong quần. Đã không đi. Ngon á. Phải hả? Tại sao con ướt quần? Tại vì con đái trong quần. Phải không các bạn? Ok các bạn ơi, thì cái video hôm nay anh em mình chỉ chia sẻ vậy thôi. Các bạn thấy thích video anh em mình, cho anh em mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình các bạn. Các bạn đừng quên chia sẻ video này đến bạn bè cùng xem các bạn. Và anh em mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn clip tiếp theo. Bye bye, bye, bye. Let's go.